Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện giờ thì Thắng đang có mặt tại lán của nhà anh Minh và anh Lượng trưởng. Anh Minh là trưởng thôn thì các bác biết rồi. Anh Minh thì hôm nay Thắng vào bàn giao cái số tiền mà bên phía bác An đấy, bác Phó Đức An có hỗ trợ là 5 con trâu. Hôm trước thì mới chỉ là bàn giao trên đấy thôi, còn hôm nay thì là Thắng bàn giao tiền, tiền mặt thì bác An bác sẽ chuyển lại cho Thắng là 60 triệu đấy, cũng theo như ban đầu. Và cơm là 8 mâm cơm đúng không? Vâng. Ở trong nậm thuẩm mỗi một mâm là 1 triệu 2 là 9 triệu 6. Vâng. Thắng cũng báo bên phía bác An như vậy thì bác An chuyển lại, đã chuyển lại. Và nữa là số tiền là hỗ trợ xăng xe cho di chuyển vào trong cái khu vực xóm nậm thuẩm. Đấy là theo về phía thôn báo lại thì Thắng báo lại cho bác An. Đấy là như vậy thì Thắng chuyển tiền. Thế là tổng là số tiền thứ nhất là số tiền là 60 triệu và 10, 20, 30, 40. Đây cũng đủ rồi. Thì đây số tiền này là 50 này, 50 nữa là 60 đấy. Anh Minh đếm đi, 60 triệu đấy. 60 triệu là cái số tiền mà trâu đúng không? 5 con trâu. 5 con trâu đấy. Đấy là Thắng là cái số tiền mà bên hôm nay nữa thì có anh chị kia cũng là người ở xa đến đúng không? Phúc. Vĩnh Phúc à? Đấy. Hôm nay anh chị mua lợn về đây mổ ra. Thế tí nữa là được ăn ké rồi. Anh chị cũng thông qua cái kênh của Thắng. Cái địa danh này thì... Vâng, lên đây chơi. Vĩnh Phúc là tỉnh Vĩnh Phúc luôn đấy đúng không? Chứ không phải là Vĩnh Phúc Hà Giang đâu đúng không? Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. 88. Là địa danh này đã là địa danh du lịch rồi đấy. Thông qua đây là các anh chị đã biết kênh của Tất Thắng và biết đến cái địa điểm này và vào đến lán đây là chỗ lều của anh Minh là mua lợn từ hôm qua. Vâng, hôm qua. Đoàn của anh chị đó bao nhiêu người? Có 3 người. 3 người à? Hai vợ chồng với một con. Hai vợ chồng với một người con lên đây. Mỗi là 9 triệu 6 đúng không nhỉ? Vâng. 9 triệu 6. Vâng, đủ rồi. Được chưa? Đây 9 triệu 6 chưa? Vâng, 60 triệu nhá. Đây là 60 triệu tiền trâu. Vâng. Là Thắng đã bàn giao lại cho phía thôn để đi trả tiền trâu. Đây nữa là tiền cơm 9 triệu 6 anh đến. Vâng. Đấy. Đưa nó đi bệnh viện cấp cứu đi. Bác nào mà mùa hè mà nóng nước ấy, nóng được ấy, mà muốn trú ẩn ấy, chỗ mát mẻ, tìm chỗ mát mẻ mà không phải ngồi điều hòa ấy, mà không khí trong lành ấy,
thì các bác đi vào cái khu vực này, vâng, rồi, nấu ăn cùng bà con, ăn cơm cùng bà con, mua con lợn con gà nấu ăn đây, đổ nó sạch. Suối đây thì ra đã suối tắm mát, ngủ đây thì tối mới đắp chân. Đủ chưa? Đây 9.6 triệu tiền cơm, còn đây là 600.000 tiền xăng. Không có tiền xăng của ông Sự taxi dù đâu nhá, ông Sự là đi cùng ông Thắng rồi nên là không có. Đây là xăng này là theo phía thôn đấy, là gửi cho để họ trả cho cái tiền xăng xe cho hai ô tô và mấy xe máy để bà như vậy. Còn đây tiền này thì tí nữa Thắng thì đi sang bên bản bên kia để bàn giao cái số tiền của bản Dương. Hôm qua thì em Tài em có đi quay cái đoạn video cho cầu bản Dương, thì thứ nhất như này thì cầu bản Dương thì Thắng cũng đã nói chuyện hôm qua, thì khi xuất cái đoạn video thì thật không hiểu sao thì vẫn có cái đoạn cuối là có trưởng thôn có xin thêm là 30 triệu, mà thì trong cái video thì Thắng cũng đã nói bác Ngô Trung và bác Ngô Khôn Trị là cây cầu đó là trị giá là 120 triệu, còn cái số 30 triệu đó là không hiểu sao là đang là muốn là xin ở trên đường dẫn thôi nhá, nó còn không liên quan gì đến cầu đó. Cái cây cầu đó là đã là trị giá là 120 triệu rồi, không đến lúc là các bác lại nghĩ là làm thế này là nghĩ là tiền của các nhà hảo tâm là lại như giấy như rác, là các ông cứ thích là đòi thêm là như này. Nhưng mà trong cái cây cầu đó là đã là trị giá 120 triệu rồi, còn cái bác trưởng thôn bạn bác ấy nói là cái đoạn xin là cái đường dẫn ở trên cái kè đường dẫn trên riêng cơ, nhưng mà không liên quan gì đến cầu nhá. Cầu là chốt hạ là 120 triệu, là 120 triệu đó. Thắng nói rất nhiều trong các công trình rồi, đã làm cái gì là đã nói là kết thúc là kết thúc đó, và đã xong là xong, không có chuyện là lại đòi hỏi thêm. Không có bác là hiểu nhầm là Thắng là đi bảo các bác hay là nói này nói kia là để đòi hỏi thêm, mà không có. Đấy là cái chuyện để Thắng nói đây để cho gia đình bác Ngô Trung và bác Ngô Khôn Trị nắm được là cái số tiền 120 triệu đó hoàn toàn đủ để làm cầu cho thôn Bản Dương đó. Nên là trong hôm qua thì bạn Tài bạn đi quay thì ở trong cái đoạn cuối thì bác trưởng thôn bác có nói cái phần là cái phần riêng đó, là các bác là thông cảm cho là khi có cái có Thắng thì giải thích nó dễ, còn như em Tài em đi quay thì em cũng không biết nói cái gì, và nó tại vì là nói thì đôi khi là nó lại sợ không đúng rồi là những cái này cái kia, nên các bác là thông cảm cho. Đấy, về phía thôn Lùng Trang thì hôm nay anh Minh đại diện thôn thì cũng đã nhận hết xong cái số tiền rồi đúng không? Vâng. Anh có muốn nói gì với đoàn của bác Phó Đức An không? Vâng, qua đây thì cũng thay lời bà con, thay lời năm hộ gia đình cảm ơn đoàn bác Phong mà cá nhân của đoàn bác An và cá nhân bác An thì cũng đã ủng hộ được hộ năm hộ gia đình này, thì sẽ hứa với bác sẽ vận động những hộ gia đình này chăm sóc những con trâu, để sau này Thắng cho bạn Thắng đi lại sẽ vào tận gia đình để quay những cái video để cho những con trâu không được gầy yếu. Thì nói chung là trong quá trình chăm sóc thì cháu sẽ hứa là ở trong thôn thì cũng luôn luôn nhắc nhở. Thì qua đây cũng cảm ơn chú bạn Thắng, kênh của bạn Thắng đã đưa đến cho đoàn của bác biết, thì bác cũng rất vào đến tận địa phương để xem cái làng xóm của chúng cháu, thì cũng qua đây chúc đoàn của bác và gia đình cá nhân bác thì luôn luôn mạnh khỏe và quan tâm đến những vùng sâu vùng xa như chúng cháu. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn chú bạn Thắng nữa. Vâng. Xin chân thành cảm ơn bác. Vâng, ok. Và nữa là trong tổng số tiền là bác An có chuyển cho Tất Thắng là 680 triệu. Đó, 680 triệu, trong đó là bác An nói rõ là 500 triệu là làm điểm trường, 60 triệu là vâng, sửa chữa là nhà trường. Nhà ăn và chỗ ở cho cô giáo. Vâng. Đấy. Và 60 triệu nữa là mua trâu và 50 triệu nữa là 500. Mua xi làm đường, thì cái số tiền đó chỉ là 670 triệu thôi. Còn 10 triệu nữa là cái gì thì các bác là bác An là nói rõ là
cho Tất Thắng là đi lại và trực tiếp giám sát nhé, giám sát công trình đó là nó đúng như nào và làm như nào thì là do chính là cá nhân Tất Thắng và giám sát và chia sẻ hình ảnh để cho gia đình bác An nắm được đó, nên là bác An có nhờ Tất Thắng là như vậy. Đấy, không đến lúc là các anh em ở đây là cũng thấy cộng lại là sao có 670 triệu mà ông Thắng là nhận là 680 triệu. Đây là Thắng công khai rõ, đây là Thắng có được bác An là nói rõ là cho 10 triệu để đi lại thường xuyên giám sát công trình và quay để cho bác ý xem và cái tiến độ công trình như nào để có kịp cho các cháu học trong năm nay nhé. Đấy là nếu thời tiết mà thuận lợi thì chắc chắn là sẽ hơn tháng nữa thì các bác sẽ thấy một cái hai phòng học cực kỳ là khang trang đấy. Đấy là nó phải nói là khang trang đấy. Để với cái số tiền thì các bác cũng đã biết rồi là phòng rất là lớn đấy, hai phòng mà nó rộng đến tổng 160 m² cả hành lang đúng không? Đấy, các bác biết là hành lang còn đổ cả thiên tây đấy, đến để cho các bác trần chiếc đàng hoàng đúng không? Trần quạt điện đóm rồi là bàn ghế, hai giá sách ở dưới. Ok, bây giờ để giao lưu với cả hai vợ chồng của anh chị ở Vĩnh Phúc nhỉ. Anh chị cũng nên đến đây chơi với cả bà con. Cũng không anh chị này cũng không liên hệ qua Tất Thắng mà anh chị đã biết địa điểm chắc là trích Google Maps và đi thẳng vào đây luôn đúng không? Thế nên là Thắng cũng rất mong rằng là khi nào các bác có thời gian rỗi thì đây là địa chỉ này, thôn Lùng Trang, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Bác nào mà đi du lịch điểm này thì đang được xã và huyện đang quy hoạch là một cái điểm du lịch sinh thái, khám phá trải nghiệm đấy, cùng với cả đồng bào bà con ở đây. Đây là đến đây thì các bác là chẳng hạn có gì thì ăn đấy, chẳng hạn các bác thích là mua gà mua vịt hay là trải nghiệm cùng bà con ở đây. Dọc đây đi vào trong này là nậm thuẩm 51 hộ dân đấy, trên giấy tờ là 50 thôi đúng không, nhưng mà trên mái nhà lại là 51 đúng không, trên mái nhà là 55 hộ, 55 nhà nóc 5, nhà đấy, bây giờ 55 nhà là thực có nghĩa là có 50... những nhà là chưa được tách khẩu. Vâng, theo nhà nước vừa rồi mấy tách thôi mới tách, là vừa rồi trước Tết là tách được lúc đầu thì 47 hộ, vừa rồi tách được 4 hộ nữa là 51 hộ. Thế à? Vâng, có cái là có một hộ bây giờ là cái chương trình này là do là đứa này nó còn trẻ, xong rồi chồng bị bệnh chết rồi thì bây giờ đang đi lấy chồng ở thôn khác, cũng là trong đi hồ mình nhưng là vẫn chưa cắt khẩu của trong thôn này ra, vẫn làm hộ khẩu vẫn trong thôn này. Bây giờ xong đấy là để giải thích qua để cho các bác biết tí, bây giờ thì mời các bác vào đây xong một tí nữa. Thắng còn đang mua là anh Sự là mua bao cân gạo nhỉ? 40 cân gạo. 40 cân gạo là tí nữa là Thắng còn mang sang cho ông bà bị cụ bên kia và mua cho bà Viện đấy, mỗi nhà là hai bao gạo, mỗi bao gạo là 20 cân. Anh Sự cũng biết là mua hết bao tiền. Thịt là 2 cân một nhà nữa, là 1 nhà nữa 4 cân thịt. Gạo là mỗi nhà 20 cân. Mỗi nhà 20 cân là tổng 40 cân là 520.000. Còn tiền thịt là hết 400.000. Họ cũng lấy 100.000 một cân. Đấy. Nên là anh Sự là đeo cái biển Nguyễn Tất Thắng đi là đi mua giờ là toàn được khuyến mại giảm giá rẻ. Nhưng mà Thắng đi mua giờ đắt thế. Thì cứ bảo là đồ này là đồ thiện nguyện cho bà con dân bản. Ông Sự thì ông đi đâu vào cái là cái này tôi đi mua thiện nguyện như thứ là được giảm giá, giảm sâu ấy. Đúng nhỉ, lợn của anh chị mua bao cân? 25 cân. 25 cân. 25 cân đi vào nhà bắt lợn của mẹ của Tùng Thụ ấy. Thế à? Vâng. À, mua của nhà Thụ à? Vâng ạ. Rồi, xin cái này. Sao lấy vịt làm sao? Nó là bài rồi, nghỉ chơi mua con. Đây con trai của anh chị đây à? À, con tên là gì? Vũ ạ. Vũ à? Ôi giời. Vũ đúng tên của bố của chú Thắng rồi. Đây là anh chị tên gì nhỉ? Con có bà Thắng. Tuấn à? Huấn. À Huấn, đây là anh Huấn Lân. Đấy.
cũng xem qua kênh của Tất Thắng lên đây được cháu cháu nghỉ hè phải không? Nghỉ hè nên chơi. À, đây là tuyệt vời quá. Đến đây là đang có những cái món gì rồi? Đang chế biến rồi này. Rồi này, lòng lợn tiết canh này. Ai già kinh nhờ. Nấu thắng cố. Ai già, lợn nấu thắng cố à? Chơi chơi bài một nồi đấy đúng không? Vâng, chơi bài một nồi. Ừ. Đấy. Xong tí nữa anh Minh cho em mượn cái xe máy nhỉ? Cái xe đỏ ấy. Ờ. Xe của anh nhá. Ờ. Thế anh chị cứ nấu cơm đây nhá, tí em quay lại xin ké bữa cơm nhá. Em ơi, em đi vào trong kia. Thế thì anh phải đưa đi. Đúng rồi, anh phải vào mới phiên dịch được chứ. Đúng rồi. Bà kia làm sao mà em. Anh ấy bà già đấy à? Vâng. Thì cho em gửi tiền mua cho bà ít gạo. Em hôm nay lại mua gạo đây rồi. Thì em gửi 1 triệu mua gạo cho các ông bà già ở đây. Mua gạo thì nếu mà như này thì cứ tí nữa anh chị cứ đưa cho anh Minh trưởng thôn này. Vâng. Thì đưa cho em thì em cũng lại mua ở đây. Thì anh Minh ở đây thì nếu mà mua gạo và tí anh cứ chị cứ đưa cho anh Minh thì nhờ mua cho hai nhà, có hai nhà hai bà cụ bên một bà trong kia mới ở đấy này. Tí nữa em gửi anh Minh sau. Dạ vâng, cảm ơn chị nhá. Đây đây vào trong kia đi. Giờ vào làm tết phẩm rồi. Vâng. Ôi bác nước nhé. Chờ chờ em đi chơi tí. Anh đi á? Anh đi chơi. Ê Sư ơi, đây cho gạo xuống đi. Hay là anh chở ra ngoài kia ấy. Hả? Chở đến đấy kia. Đó, kiểm tra ngoài nướng thịt phát ra nào. Thịt kiểu gì rồi? Chơi cả tảng à? Hả? Ây da, còn đấy thơm nhờ ấy được rồi đấy, chỉ thế thôi, tầm hồng hồng là vừa. Hả? Được đấy, rồi cho camera cho sát vào nào. Ấy đấy, ngửa miếng này lên nào. Ấy ui, con này ngon đấy, ngọt lị nhờ. Đây anh chở đến nhà bà 93 tuổi thôi. Đến nhà Minh thôi. Đến nhà Minh. Minh chở 93 tuổi ấy. Minh chở nhà Minh này. Ừ. Đến nhà Minh thôi. Lên đi. Thế anh Lượng đi sang bên đấy tí để anh Lượng cho Tài đi cùng. Cả Tài lên lên. Ông bà trồng cái cây gì đây? Ngoã. Ngoã. Ngoã phát triển nhanh lắm. Ô thế gạo cho bà viện đâu? Đấy. À. Đây là cái này là còn hôm nọ 1,5 triệu của chị Anh Nguyễn. Đấy. Hôm nay mới mua hết là như này là có 250 này mới cả 200 tiền thịt là mất có 450. Chào ông bà nhá. Hôm nay con ấy, hôm nọ ông bà bảo là không mua gà nữa, hôm nay mua gạo cho ông bà đây, thịt cho ông bà đây. À. Thịt thịt để đây nhé, con để đây cho ông ấy. Thịt 2 cân anh sự taxi dùng mua. Vâng, và gạo 20 cân mỗi bao kia là 10 cân đấy. Vâng, đấy là mua cho ông bà đấy. Mới cả nhà ông bà thì bây giờ xong xuôi rồi, như này gọi là ổn rồi đấy. Ông bà nuôi gà nuôi gước gì thì ông bà nuôi đã có rồi đúng không? Thắng giới thiệu qua để nữa để các bác biết được là hiện giờ Thắng đã cầm 1,5 triệu. Hôm trước thì đáng nhẽ là
chị anh Nguyễn ấy, chị bảo là làm cái giá này chị giả tiền, nhưng mà Thắng đã giả tiền cái đấy rồi, 700.000 đấy, cái giá đấy. Còn 1.500.000 hôm nay là mua hết 400.000 à 450.000 đấy, thì ông bà đấy, còn ở chỗ con là 1.050.000. Hôm nào con mua hết cái đó thì lúc nãy có chị gì nhỉ, bên kia nhỉ, chị gì Vĩnh Phúc ấy, thì là chị sẽ gửi 1.000.000 thì anh Minh trưởng thôn anh cầm 1.000.000 ấy, thì anh ấy sẽ chia hai nhà là nhà bà Viện với cả nhà ông, thì anh Minh anh sẽ mua đấy, con là sẽ mua hết cái chỗ mà 1.050.000 nữa đấy cho ông bà đấy nhá. Thì còn đâu lúc nào rảnh con đảo được qua nữa thì con cho ông bà gạo thịt ông bà ăn. Vâng, bây giờ nhà cửa ông bà thì như này là ổn rồi, không sợ gì nữa rồi, đẹp rồi. Ông bà sống cố gắng là làm sao mà, nhưng mà theo lịch lý lịch của ông bà đang là 93 tuổi đúng không, mà chúc ông bà là sống 100 tuổi thì không chúc được. Ông bà sống lâu thôi chứ. Đấy, vâng, là mấy cả nữa là chỗ anh Minh cũng xem lại xem cái chỗ bên ông bà 90 tuổi kìa, là nhà của cầu xong rồi thì chở vật liệu với làm tiếp nhà như nào đấy, thì xem là làm chưa đấy. Hôm vừa rồi thằng Lâm lên bảo là đang phải chở cát sỏi để đi làm cái nền, các bạn cũng chở vật liệu rồi đấy. Thằng Lâm nó lên đang tìm bảo là chở cát sỏi làm nền này. Tại vì là lúc đầu là bảo là xây cho ông bà để ông bà ở, thì cháu bảo là thế thì để cháu thêm tiền vào thì làm nhà to để ở mới cả ông bà. Thế bây giờ phải xem lại cháu xem cho mà là phải làm để cho ông bà ở, chứ còn không bây giờ là không có vách có viết thì ông bà vẫn cứ ở thế, còn khổ hơn cả ở cái ấy kìa đúng không? Nên là phải cái gì cái là nó phải rõ ràng đúng không? Thì cô giúp 30.000.000 là đầu tiên là cũng bảo là làm một cái nhà nhỏ nhỏ như này, thì cháu bảo là thế ở như thế thì ông bà mất đi thì nó lãng phí, thì cháu là ở lấy về để làm cùng, thì xem là cháu đã bây giờ cầu xong rồi thì cháu cũng phải xem là triển khai để làm đấy, phía thôn là phải can thiệp để xem là cháu là để xây vách xây viết đi để cho ông bà ở cho nó đảm bảo đúng không? Đấy. Thì cầu khỏi bốc là xong rồi. Vâng, chưa được xuống xem để nào, nhưng mà hôm vừa rồi Lâm lên đến tận nhà hỏi bảo là cháu tìm chỗ khác đi làm nền. Lâm tâm sự. Đấy, tại vì là cũng là ngoài việc khởi công cầu ra lại còn khánh thành cầu nữa. Đấy mà sắp sửa mai ngày kia sang tuần thôi là tiến hành là khánh thành cầu rồi. Mấy cả bà con Nà Khà này, cầu Nà Khà này, khánh thành cầu Nà Khà, khánh thành cầu Khuẩy Bốc này. Đấy, nên là khánh thành hai cây cầu rồi. Nên là bây giờ chở vật liệu được rồi. Rồi sang tuần sau nữa thôi là cũng tiến hành xem ngày khởi công cái cầu của bác Phong thôi. Triển khai thôi, đúng không? Đấy, khởi công liên tục. Lại khởi công cả cầu của bạn Hậu kia nữa. Đấy, nên là nhiều, rất nhiều cầu, rồi là ngoài việc khởi công ra này còn khánh thành nữa, liên tục với nhau. Thôi bây giờ con xin phép con đi vào trong kia. Vâng, con vâng nhá, chúc ông bà mạnh khỏe nhá. Chúc cháu mạnh khỏe nhá. Vâng, rồi. Thịt con để đây nhá, thì ông ướp thịt nhá. Thịt kia là 2 cân thịt ông bà treo lên. Vâng, cho đỡ hỏng. Vâng. Ông bà chế biến cho treo lên. Vâng. Vâng. Nhà bà Viện nhá. Mưa, tối qua mưa. Mưa. Không có nước này. Khô đấy. Mưa ít. Gọi là mưa để đủ mát thôi đúng không? Úi giời. Chán đời thế. Trong này tổng này vào đây là bao nhiêu hộ nữa? Hả? Đổ nốt bê tông đi. Đang là 8 hộ à? Vâng. 9 hộ cả mấy bên kia. Hai hộ bên kia đi đường này. Vâng.
máy. Này may quá là em ước em bảo là em ra thì ấy thì thăm anh Phúc. Em ước có người gửi cho em 500.000 để ra thăm anh Phúc thì nó dễ. Thắng là đi vào bản không ra được. Nên là mấy ông ấy là chăm nhau kiểu gì để tính kiểu gì. Chắc là ngô 3 tháng thôi nhỉ? 3 hay 4 tháng. Lúc làm nhà là lúc em vào đây là ngô còn đang vừa mới tra, à đang cầy. Còn đâu là cái lúc làm nhà thì là vừa mới tra. Đi vào nhà bà Viện này về vượt qua. Thực ra nó là một con suối thôi nhưng mà nó cứ lòng vòng cái đường này, nó cứ sang suối xong lại lên suối. Đấy. Qua 7-4 lần. 7 hay là 8 lần đấy là phải đi qua suối đấy. Bà ở trong này cho mát. Sao đấy? Giao rồi à? Mát nhỉ? Và chỗ này nó dịu nhỉ? Làm như kiểu cái bản cát cát ấy. À con chó kìa. Con chó của bà kìa. Chó của ông Cường. Vô lại. Chạy chạy. Chạy đến chỗ này bây giờ thôi. Đấy, đấy. Ôi dồi ôi, 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 ôi. Chó của người nghèo khác. Thằng Tài bị nặng tai đúng không? Rõ ràng bảo con chó mà vẫn còn ấy. Đấy, bà nghe đấy. Thấy không? Rào kinh không? Đấy. Chào bà nhé. Bà đang ăn chuối. Ai da, hôm nay nhìn có vẻ mát mẻ nhỉ? Nhìn như người đi biển đấy nhỉ? Xem còn gạo không, kiểm tra nào. Hả? Hay lại vừa vào và vừa hết là vừa. Còn không? Đây à, ăn chậm thế. Tiến độ là không, chính tỏ là chậm thế, để lần sau biết này. Gạo gì này? Đẹp ý. Nó mang về. Biết gạo nó bao này mua bao tiền không? Thế mà hôm đấy bảo mua 500.000, gần 500.000 bao gạo mà này. Chất lượng cao. Hai tháng thì mới ăn hết được. Rồi. Mang gạo, mang thịt vào là được rồi. Ok rồi. Mình dặn bà thịt đi. Đấy, bảo đưa bà thịt, bà tí nữa bà ướp.
ô à ô à em điếu hăng hoa em cắt cạn điếu chắc là thái nó ướp cho bà chứ bà treo lên được chứ bà còn muối không bà muối đi muối đi còn nhiều thế thì anh thái ra thành mấy miếng để cho bà ướp cho bà cái thái xong bà ướp nhưng mà hỏi bà xem mà gà của bà đâu mướn gà nó đâu rồi không thấy gà đâu chê nè chê là bà là tàu quả khỏe à bà là chê tải không là bà là tải à em ăn được nó hả bà ăn được à sao bà con đi đâu hết rồi ba con á làm gì 10 con mà thế mà ăn chín không con đàn mà thế mà ăn chín không mà được đó ha, vứt tay nè, vứt tay che nè, từ có đi bảo bà đi đi chơi đâu đi chơi á, ừ, đây có một con này à. To này rồi thôi, ừ. Đây đúng đấy, đúng gà, hả? Ờ đây này, thế còn đâu mấy con nữa đâu? Sao? Chết ba con rồi á? À? Vâng. Đây là to này rồi mà. Mà đây có mỗi con đây. Hôm trước em mới gả ông Cường vào là vẫn còn, vẫn như bới bới ở bụi nứa bên kia. Nhưng mà đây nhìn thấy mỗi một con này. Con này chắc phải gần chắc phải hơn 5 lạng à. Đây con gà mái này của bà vẫn còn, vẫn lần này lại vào vẫn thấy cọc cọc. Chắc ấp thối hết trứng ấy. Không biết bà nói gì nữa. Bà phải cho ông ngài sang phiên dịch. Bà thì mai phải cho ông ngài sang phiên dịch. Không biết gà đi đâu rồi, gà. Rồi. Đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp lắm. Gà, gà đâu? À, bà thích soi gương. Đây, bà đây. Cái là bà. Cái đang băn khoăn mấy con gà này chết ba con rồi, anh Minh dịch ra là chết ba con rồi. À đây đây đây, ủ to lại giá làm gì? Đây có một con gà trống này, loại đỏ đỏ này chắc phải. Một con lúc nãy đâu rồi? Kia một con đằng kia nữa, đen đen kia. Đây này, đây này, loại này này. Loại này là của bà này. Nào phải vào chiều tối mới biết được. Cái này hổ thân, gầy chã ra chẳng có gì ăn. Ô, chắc muốn về về lắm rồi. Ui dồi, hổ thân mày. Ở với bà viện ở với bà cho đỡ buồn. Mấy con ở ngoài kia chục cân rồi. Con này vẫn bé tẹo. Bảo mấy con chó ở ngoài nhà ông Cường con ấy kia chục cân rồi. Xin kìa.
Nhà hoa thì cu là xin mà. Cu là xin nhỉ. Bà đắp nước lại dâng đây à? Kìa kìa đuổi chó đi. Bà này từ trước giờ đã lấy chồng lần nào chứ nhỉ? Mình chưa lấy chồng một lần nào đâu đúng không? Ừ. Bà năm nay là chắc không phải 70 đâu chứ bà này 80 rồi đó. Như là cái trong cái giấy khai sinh của bà như sinh năm 42 ấy. 1942 á? Ừ. 42 á? Vâng. 42 năm nay giả đến 81 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Chưa được chế độ người già đâu đúng không? Nếu bây giờ là cứ chiếu theo hồ sơ à? Chiếu theo hồ sơ như được rồi, bà được rồi mà. Bà 70 tuổi là được rồi. 75. Bà được chế độ rồi mà. Theo cái giấy khai sinh của bà là sinh năm 1942. Bà đây mát nhỉ? Mình nhiều lúc còn thích ở đây. Bà này chăm chỉ lắm. Bà chỉ khó mà. Cứ như đợt trước xong bà tí nữa mình bảo bà khắc treo. Ừ, bảo bà khắc trẻ lạt mà bà treo. Đấy. Bảo bà treo xong bà luôn bếp lên rồi nè. Ừ. Như đợt trước đây bà đun cho nó khô phát là không có gì rồi. Được rồi, để đấy thôi. Xong bảo bà là bà ướp đấy thôi. Tế đang thiệu thốn lia khoáng cái lâu à, bố to à. Bà. Ừ, cho rú, phá rú, phá rú à. Bảo bà làm cứ ăn đi. Bà hiện tại cho nhàn cho à. Ừ. Tôi ta cái cát tôi nhà. Hôm nay ăn luôn miếng đi. À. Đó là đi ta bố tôi cho nhà. Nó cả. Ừ ừ. Có rũ thún bố tôi khá à. Ừ. Thôi. Chào bà nhá. Ô ta đi bia lò. Trùng chó nhỉ. Thôi đi theo ấy. Mẹ. Mẹ. Ấy. Mẹ theo đi đấy. Theo đi đấy. Hôm nào đến kia ba lại đi bế. Cái nhà của bà 5 ngày á, cả xe, cả tất làm cả nền. Mà mấy anh em kia nó chịu khó thật. Đấy, bảo ba bắt chó về. Ba đóng cửa. Nó cui. Nó cui rồi bé ơi. Ấy. Đây. Bà này nó biết mà không bảo gì bà ấy. Chỗ này mà đắp nước lên như kiểu như cá. Như hồ ấy nhỉ. Yeah. Không đắp chỗ này được mà. Đắp hết chỗ này đắp, đắp được cao chứ. Không giữ nước. Ấy ấy chạy ra đây chó. Ấy ấy. Ấy 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 ấy. Đây. Đuổi nó. Đuổi nó khóc về. Cái hôi đã tay
đi lên đi không con chó đuổi theo. Bà thời gian nữa lại sang lại vào chỗ nhà bà. Bà thời gian nữa lại đến á. Không có người nói chuyện buồn. Nay mình có khách nên lại phải về. Không có thời gian nấu cơm ăn cơm với bà được. Nói như mày không nói được. Mày bán chanh chưa? Hả? Luộc cũng được. Cơm khách dưới xuôi lên nhìn sợ luôn, khách dưới xuôi nhìn thấy không thấy thịt đâu, à không thấy rau đâu, lại bắt đi nhặt rau bí rồi. Mấy ông này bảo là ăn rau suốt ngày rồi mấy khi ăn thịt đâu. Ấy thắng cố canh đắng thắng cố nhá, à, nhựa mận này à. Nào nhìn như thịt chó này là nấu mít chám, quả chám nhá, chám chám trên này giống chám đám dầu. Trên này đắt đó. Đây này, anh bóc rồi. Đấy, canh đắng được đấy. Tay đã tặng ra mà. Tép muối mì gái xem nào. Ừ, mặn rồi. Mặn à? Hay món này phải nấu mặn. Thịt kho, thịt kho à? Có chám à? Lấy hết luôn, bó múc không? Món này thì ba mâm cho muối. Làm gì? Đây, mận này có ba. Mận luôn rồi chín nhưng vẫn còn phần phấn nhỉ. Đang mùa mận. Mai mấy nữa đi xù phì ăn mận đi nhỉ. Ừ. Nó cao. Mận máu su phì chiến phố. Đấy. Còn đĩa điếc gì nữa thì ấy, còn không thì thôi. Còn món gì nữa không nhỉ? Rau bí luộc nữa đúng không? Có đủ đĩa không? Còn để phần để cái chỗ để rau bí luộc nữa, còn món rau bí luộc.
cho mì luộc thì cứ biến tách ra. Đấy, cho phát vào đây này. Được rồi, ra mời anh kia, anh ơi, ra đi. Bái sự đâu rồi? Thôi thôi, không sửa quạt nữa. Sửa đến ngày mai à? Anh ba này ra ăn đi. Ô bên kia cũng uống đi ạ. Em đó đang chờ, bên kia mà không có sóng. Trời, sóng ở đây. Trong ngoài đừng hỏi sóng điện thoại, sóng yếu lắm. Nếu mà bắt 3G không bắt được đâu. Mày hắn cũng có tụi bỏ hút, bỏ hút thế hả? Mày đúng không này? Nào, anh em ngồi đi nhá. Chào mừng anh chị gì nhỉ? Quên tên rồi. Huấn Lân. Vâng. Rồi là hôm nay anh chị đến đây là mua lợn cho anh em ăn. Mình đang hướng. Không sao đâu. Cái này tôi đắng. Anh ăn được anh đắng không? Chia ra. Vâng. Cái này đi. Cái này đi. Anh đắng nhá. Vâng. Đấy, canh trắng ấy. Mấy anh em này nấu canh trắng này uy tín đấy nhỉ? Đây toàn là... cái rau dây cuộn rau nấu lòng đây. Đi nhìn ba tiệm xanh tiêu đẹp nhất có gì đấy. Ngon lắm, được ngon cảm được sao luôn. Cái nhiều lòng quá. Miếng cháo sặc. Anh tự nhiên. Bác sĩ đạp đường đây. Đây nửa thái xà cùng nhau hết xong bớt ra để nấu ấy đúng không? Nấu đắng xong đúng không? Đắng luộc. Luộc ăn à? Đâu, sướng sướng đâu. Cái này mình còn bóc luôn. Cạch mấy cả anh gì nhỉ? Huấn nhỉ? Em mời anh nhá. Lâu lắm đấy, anh em nói. Thôi nhiếp môi luôn tí được. Đi xe cộ thứ là rượu rất là đảm bảo. Nên là những khi được đi ăn cưới thì cũng ít khi được ngồi mâm với nhau. Thôi mời anh nhá. Ừ.
Anh xuống qua nào. Kìa sao tắt rồi, rơi nước rồi. Quạt này sợ tài sao ấy. Nhiều món quá nhỉ. Ui giời, không biết ăn. Không biết ăn món gì. Nhiều quá. Đồ. Đây chỉ bắt con 15 cân thôi là vừa. Không có. Im chạy. Cái con hôm trước mình bắt cũng 25 cân ấy. Bé tí nó đã có trễ này, lợn giả. Thật mà. Đúng rồi. 25 cân đã có trễ to. Con 25 cân hơn để đấy. Con lợn này 25 cân mà cái kia của nó phải như lợn tráng mà hâm tạ. Mày lại nói phét, tao vừa ăn miếng trễ đây. Nó bằng con lợn 50 cân. Cái nhóm bảo hành nhưng mà được 14 cân nó có 10 mặt.